À, và bây giờ chúng ta gì? Ôn tập bài 20, 13, được chưa? Bài 23, Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Câu đầu tiên, câu 1. À, ngay khi nhận được tin chính phủ Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng đã và gì? Tổng bộ Việt Nam. Gì? Ôn tiếp, đó là bài 20, 13. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được chưa? À, câu 1, đó là gì đấy? À, ngay khi nhận được tin chính phủ Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã gì đây? À, câu A đó là gì? À, triệu tập ngay hội nghị toàn quốc để gì? Để phát lệnh tổng khởi nghĩa, được chưa? Câu B là gì? À, triệu tập đại hội quốc dân tại gì? Tân Trào. Và câu C là phát động quần chúng gì? Chớp thời cơ tổng khởi nghĩa. Và câu D là thành lập ủy ban tổng khởi nghĩa toàn quốc ra quân lệnh số 1. À, vậy bây giờ chúng ta chọn đáp án nào đây? Đáp án nào nhờ? À, đúng rồi, đó là tập gì? Thành lập ủy ban tổng khởi nghĩa toàn quốc ra gì? Quân lệnh số 1, được chưa? À, rồi chúng ta qua câu 2. À, câu 2 là gì đấy? À, nội dung cơ bản của hội gì? Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở gì? Tuyên Quang. Từ ngày gì? 14 cho đến ngày 15 tháng 8 năm 1945 là gì đây nhờ? À, quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân đồng minh vào. À, câu B đó là gì? À, đề ra chính sách đối nội, đối ngoại sẽ thực hiện sau khi giành chính quyền, được chưa? Câu C đó là gì? À, xác định phương châm chỉ đạo gì? Khởi nghĩa. Và câu D đó là gì? À, thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. À, bây giờ chúng ta gì? Xem lại câu hỏi một lần nữa, tìm đáp án đúng cho cô nào. Câu nào đấy? À, đúng rồi, đó là đáp án A. À, đó là gì? Quyết định phản gì? Phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền gì trước khi quân đồng minh mình vào, được chưa? À, rồi chúng ta qua câu 3. Đó là gì nha nhờ? À, câu 3. Đâu không phải là quyết định của Đại hội Quốc dân được triệu tập ở gì? Tân Trào. Từ ngày bao nhiêu? 16 cho đến ngày 17 tháng 8 năm 1945. À, rồi chúng ta qua câu gì? Câu A đó là gì nhờ? À, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng. Câu B là gì? À, đó là gì? Thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, được chưa? Câu C là gì đây? À, thông qua 10 chính sách của Việt Minh. Và câu D là cử ra ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam. À, vậy bây giờ chúng ta chọn đáp án nào đây? Trong 4 đáp án này, đáp án nào nhờ? À, đúng rồi, đó là đáp án B. Đó là gì? Thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, được chưa? À, rồi chúng ta qua câu 4. À, câu 4 là gì đây? À, 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là? À, tỉnh nào đây? À, đó là gì? Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Câu B là gì? À, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Câu C đó là Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang và Quảng Nam, được chưa? Câu D nè. À, Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh và Hà Tiên. Rồi, chúng ta chọn đáp án đúng cho cô nào?
À, bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là các tỉnh nào đấy? À, đúng, đúng rồi, đó là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Được chưa? À, rồi chúng ta qua gì? Câu 5. Câu 5 là gì đây? À, câu 5 là gì? Ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì ở Hà Nội? Được chưa? Câu A là gì nhờ? À, Việt Minh tổ chức buổi diễn thuyết công khai ở thành phố. Câu B là gì? À, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. Và câu C là gì? À, cuộc meeting của nhân dân Hà Nội ở quảng trường Ba Đình. Và câu D là gì? À, Việt Minh rải truyền đơn biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa. Đáp án nào đây? À, tập trung đọc câu hỏi, tìm câu trả lời đúng cho cô. À, đó là gì nhờ? À, đúng rồi, đó là khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi, đúng chưa? À, vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, đó là gì? Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, dạ gì? Giành thắng lợi, được chưa? Rồi chúng ta qua câu 6. Câu 6 là gì đây? À, ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện gì quan trọng, trọng đại nhất? À, cái câu này mà cô chưa cho đáp án thì chúng ta đã biết là gì? Ngày đó là ngày gì rồi, đúng không? À, sự kiện gì đã được xảy ra vào cái ngày 2 tháng 9 này rồi, đúng không? À, câu A là gì nhờ? Câu A là gì? Cách mạng tháng 8 thành công trên cả nước. Câu B là gì? À, Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Câu C là gì? À, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Và câu D là thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam. À, cái câu này quá dễ, đúng không? À, khi chúng ta đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945 Việt Nam đã diễn ra sự kiện gì là chúng ta đã biết, đó là đáp án gì? À, đúng rồi, đó là Hồ Chí Minh gì? Đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố sự ra đời của gì? Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đúng chưa? À, rồi chúng ta qua câu 7. Câu 7 là gì đây? À, sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam? À, đầu tiên đó là khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi. Câu B là gì? À, Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Và câu C là vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Và câu D là khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. À, chọn gì đây cả lớp? Đúng rồi, đó là gì? Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, được chưa? À, rồi chúng ta qua câu 8. À, câu 8 xem nhá. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng 8 năm 1945 đối với Việt Nam? À, xem này. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đối với Việt Nam? Câu A đó là gì? À, lật đổ nền thống trị của thực dân phong kiến đem lại gì? Đem lại gì nhờ? À, độc lập tự do cho dân tộc. Câu B là mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập và tự do. Câu C là gì? Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, được chưa? Rồi câu D đó là gì? Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa
Rồi chúng ta chọn câu đáp án đúng cho cô coi nào. Câu nào đây? À, nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng 8 năm 1945 nha? À đúng, đúng rồi, đó là gì? Đó là gì nhờ? À, đó là gì? Buộc pháp công nhận gì? Các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, được chưa? À, rồi, chúng ta qua câu 9. Câu 9, đó là gì? À, cách mạng tháng 8 năm 1945 mang ý nghĩa gì quan trọng nhất đối với Việt Nam? Câu A, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỷ ở Việt Nam, được chưa? Câu B là gì? Chọc thủng khâu gì yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Câu C là gì? À, người dân Việt Nam từ gì thân phận nô lệ trở thành người làm chủ, được chưa? Câu D là gì? Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. À, rồi nhìn vào đây và chọn cho cô coi nào. Đáp án nào đây? Đáp án nào hả các bạn? À đúng, đúng rồi, đó là gì? Đem lại gì? Độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, được chưa? À rồi, chúng ta qua câu 10. Câu 10 là gì đây? À, đọc câu hỏi cho cô với nha. À, nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 ở nước ta? À, là gì đây? À, đảng ta đã có quá trình chuẩn bị xuyên suốt gì? À, suốt 15 năm qua. Gì? À, qua các phong trào cách mạng gì? Từ năm 1930 đến 1945, được chưa? À, câu B là gì? Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân. Và câu C là gì? Tranh thủ được điều kiện quốc tế thuận lợi. Câu D là nhận được sự giúp đỡ ủng hộ to lớn từ các nước tư bản phát triển. À, câu nào đây? Đáp ơi. À, cô đọc lại nội dung nha. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945? À, chọn câu nào nhờ? À, đúng rồi, đó là gì? Nhận được sự giúp đỡ ủng hộ to lớn từ các nước tư bản phát triển. Được chưa? À, rồi, chúng ta qua câu 11. À, thời cơ ngàn năm có một trong cách mạng tháng 8 tồn tại trong thời gian nào? À, câu A đó là gì? Từ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống gì? Hiroshima và gì? Nagasaki của Nhật Bản. Rồi cô đọc lại câu A nhé. Từ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống gì? Hiroshima và gì? Nagasaki của Nhật. Câu B là gì? Từ khi chiến tranh thế giới 2 kết thúc ở châu Âu vào tháng 5 năm 1945. Và câu C đó là gì? Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, đến lúc gì Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần 2. Câu D là gì? À, từ khi Nhật đầu hàng đồng minh đến trước khi quân đồng minh vào giải phóng Pháp quân Nhật, được chưa? À, đáp án nào đây? Tìm cho cô coi nào. Đúng rồi. Đó là gì? Từ khi Nhật đầu hàng đồng minh đến trước khi quân gì? Đồng minh vào giải gì? Giải giáp quân Nhật, được chưa? À. Rồi, chúng ta qua câu 12. Câu 12, người ta nói gì? Nguyên nhân khách quan đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là gì đây? À, đầu tiên đó là gì? Nhân dân Việt Nam có quyền gì? Có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất, chưa?
Câu B là gì? Sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương. Câu B là gì nhờ? À, sự chuẩn bị chu đáo trong gì? Suốt 15 năm của Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân, được chưa? À, câu C là gì đấy? À, câu D là gì đấy nhờ? À, thắng lợi của quân đồng minh trong cuộc chiến tranh Pháp phát xít, được chưa? Rồi chúng ta tìm câu trả lời đúng cho cô nào. Câu nào đấy? Tìm gì con? Lấy gì không? Lấy gì cô lấy à? À, đúng rồi, đó là gì? Thắng lợi của quân đồng minh trong cuộc chiến tranh chống Pháp phát xít, được chưa? À, rồi chúng ta qua câu 13. Đó là gì? À, nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng 8 năm 1945? Câu A là gì? Hoàn thiện quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, được chưa? Câu B là gì đây? À, xây dựng phát triển lực lượng chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. Câu C đó là gì nhờ? À, trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành chính quyền, đọc bản tuyên ngôn độc lập. Câu D là gì nhá nhờ? À, câu D là gì? Kiện toàn bộ gì đấy? À, kiện toàn bộ máy chính quyền sau khởi nghĩa, được chưa? À, chúng ta chọn cái nào đây nhờ? À, chúng ta tập trung vào mở mic trả lời câu hỏi cho cô nào. Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng 8 năm 1945? À, đó đúng rồi, đó là gì? Kiện toàn bộ gì? Bộ máy chính quyền sau khởi nghĩa. À, kiện toàn bộ máy chính quyền sau khởi nghĩa, được chưa? Rồi chúng ta qua câu tiếp theo. Câu 14. Tính chất điển hình của cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là gì? À, cô nhắc lại. Tính chất điển hình của cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là? Câu A, cách mạng vô sản, được chưa? Câu B, cách mạng tư sản. Câu C, đó là gì? Giải phóng dân tộc. Và câu D là gì? Thổ địa cách mạng. À, chọn gì đây? À, đúng rồi, đó là gì? Giải phóng dân tộc. À, tính chất điển hình của cách mạng tháng 8 năm 1945 đó là gì? À, giải phóng dân tộc. Rồi chúng ta qua gì? Câu 15. Câu 15. À, lý do chủ yếu quyết định tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra giành thắng lợi trong vòng 15 ngày và ít đổ máu là? À, cô nhắc lại một lần nhé. Lý do chủ yếu quyết định tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra giành thắng lợi trong vòng 15 ngày và ít đổ máu là? A, đó là gì? Sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương. Câu B là truyền thống yêu nước đấu tranh bất khuất của dân tộc. Câu C là gì? À, có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chớp thời cơ. Và câu D là gì? Phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh. À, câu nào đây nhờ? Câu nào đây? À, đúng rồi, đó là gì? À, có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để gì? Để chớp thời cơ, được chưa? Rồi chúng ta qua câu 16. À, nội dung của câu 16 hỏi gì đây? À, lúc này thời cơ thuận lợi đã đến. Dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập, là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào? À, bây giờ cô nhắc lại nha. Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến. Dù hy sinh tới đâu,
dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập, là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào? À, câu A đó là gì? Võ Nguyên Giáp. Câu B là gì? Tôn Đức Thắng. Câu C là Hồ Chí Minh. Và câu D đó là gì? Huỳnh Thúc Kháng. À, chúng ta chọn câu đáp án đúng cho cô nào? Ai đây? À, cái nhân vật lịch sử nào? À, đã nói lên câu nói nổi tiếng này nhờ. À, đúng rồi, đó là gì? Hồ Chí Minh. Được chưa? À, rồi chúng ta qua câu 17. Câu 17. À, vì sao trong gì một khoảng thời gian thuận lợi nhưng đảng gì? Nhưng ở Đông gì? Đông Nam Á chỉ có 3 nước và Indonesia